Con này to lắm. Ủa, đây. Gì? Đây, quay đây. 2, 3, go! Đấy, dạ há hốc mồm. Người còn há. Ui, vàng này đẹp không này? Đẹp này, đây xem nào, xem nào. Đấy. Ý, đây. Này bảo bố là không ra chứ. Nó vẫn ra được. Vẫn cứ đi thì vẫn còn đấy. Dẹp đấy. À chuối à. Vẫn là cái thuyền đấy. Trong này thì nó qua, con chữ phát luôn. Đây, con chuối, đấy. Quân này độc thức mấy đêm dâu dài ghê nhỉ. Nhảy hơn vô ạ. Bạn thấy mẹ tôi đánh cho bạn con cá ngon không? Ừ, con lấy con cái. Cái à? Thế lại phải làm con đực to thôi. Quay quay lên đây đi. Quay đây đi. Chạy rồi. Đây chuối. Còn rất nhiều. Đấy lại phi. Ô cái tên này khỏe ghê, phi vẫn rơi. Đây có không? Vừa. Kia nó lầm chạy đâu kìa. Đây quay. Tào lao. Kia là ông cậu. Ông cậu. Đây. Ngược quay lại sao ấy? Cá nào cá 4 cân cứ coi nhất thường lấy rồi. Thường chẳng lấy cái rô. Rồi rồi, cái chen tí. Đây. Yeah, được, chạy kìa. Đây. Loạn hết cả lên. Đây. Làm sắp nó ra. Đấy. Một con chạy mơ. Nhảy cả lên. Đây có con nữa này. Phải, vừa. Đấy. Đây, chép lấy để to chưa? Đừng chọc anh. Đây rồi. Đấy, kìa con kia cũng to rồi. Cậu mợ hôm nay thắng lớn này, làm ra này mua mẹ ô tô mà đi. Đấy. Con này to lắm. Đây. Đây, quay đây. Quay đi. Đây. Chủ thầu hôm nay thắng rồi. Thơ nhà thôi. Đấy. Còn lâu nhỉ. Lên trên này tí. Chạy đây. Cố tình nghiêng ra để nhìn. Mà ông đổ cái này ra lấy cái túi. Đổ ra cái thuyền đấy. Ô mấy túi đâu hết rồi. Mình không kiểm tra túi mình cứ... Hai cái đấy có một. Hai. Riêng này. Ghê.
quay kiểu to nhỉ. Ừ, đấy, để nó ở đấy, cá gì đấy đấy sộp chuối. Hết rồi, chuối đấy anh thượng, thằng thượng nó ấy, nó lấy hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chuối đây là thượng nó lấy đây, đây. Đây đây đây. Đây đây bảo. Đấy, hiểu ngon nhỉ. Con kia phải gần cân đấy nhỉ. Đấy, gần cân. Con cái của con này con nạp nhưng mà nếu mà nạp hai bình thì cứ dây xanh của bình đấu vào dây xanh đây đỏ, bình đấu dây đỏ không cặp vào kia. Con cân làm đó. Thằng ngáo đây gọi. Đây cứ cân hộ bắp cải thôi con nhá. Nó đây nó một nhá. Kia ra một con đang bận cứ phải ấy hộ con gọn vào con để ý đâu ơi xong rồi nhà cửa đấy nhá.